Chào mừng các bạn đã đến với tập 2 trong series 2 tập tìm hiểu ý nghĩa của 4 mốt thiết kế trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trên kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Sau hơn 2 tháng nhận bài dự thi từ 6 trường đại học và trải qua vòng thuyết trình, ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022 đã tìm ra 4 mốt thiết kế xuất sắc nhất, thể hiện được tinh thần nữ chiến binh với những đường nét mạnh mẽ, màu sắc rực rỡ, tươi sáng nhưng vẫn mang đậm giá trị truyền thống của Việt Nam. Theo thể lệ cuộc thi, các thiết kế được ban giám khảo lựa chọn dựa trên các tiêu chí về tính dân tộc, tính thẩm mỹ và yếu tố trình diễn trên sân khấu. Cả 41 mẫu thiết kế đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng vẫn hướng đến tôn vinh nét đẹp tự tin, hiện đại, bản lĩnh, vượt qua những giới hạn bản thân, phá vỡ những quy tắc về cái đẹp để tôn vinh giá trị chân thiện mỹ. Dưới sự hướng dẫn của hai mentor, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công và sự giám sát, chỉ đạo của ban tổ chức, hiện tại, 41 mẫu thiết kế đã bước vào quá trình hoàn thiện, chuẩn bị cho việc trình diễn chính thức trong đêm trang phục dân tộc với những thiết kế độc lạ và format chương trình mới lạ. Đêm diễn hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc văn hóa vô cùng mãn nhãn, đặc sắc. Những thiết kế ấn tượng này sẽ được thực hiện hóa và được trình diễn bởi top 40 hoặc top 41 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại show trang phục dân tộc, dự kiến diễn ra vào tối ngày 11 tháng 6 sắp tới. Trang phục chiến thắng sẽ được phát triển thêm ý tưởng và có cơ hội cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đến với cuộc thi Miss Universe 2022. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua ý nghĩa của 21 bộ trang phục còn lại trong top 41 đến từ bộ sưu tập của 3 trường: Đại học Hoa Sen, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 7 thiết kế trang phục dân tộc nằm trong bộ sưu tập của trường Đại học Hoa Sen. Tác phẩm đầu tiên mang tên Ả Phù Dung của tác giả Nguyễn Phước Điền. Tái sinh là ý niệm được truyền tải qua hình tượng Ả Phù Dung. Tái sinh là sức mạnh, là khát khao, là hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó, đóa Phù Dung sẽ tái sinh mạnh mẽ và rực rỡ như Phượng Hoàng. Ả Phù Dung là hình tượng được hình ảnh hóa dựa trên đoạn thơ của Nguyễn Trọng Trì khắc họa về nữ tướng Bùi Thị Xuân. Với phong cách thiết kế mới của hiện đại, dựa trên những yếu tố truyền thống, Ả Phù Dung góp phần tái sinh lại những văn hóa truyền thống đang dần mai một tại Việt Nam. Tác phẩm thứ hai mang tên Giao Thời của tác giả Nguyễn Công Tài. Giao Thời, tức thời điểm chuyển giao giữa thời kỳ này sang thời kỳ khác, là lúc chuyển giao ngày và đêm và cũng là khoảng thời gian thay đổi diện mạo của người phụ nữ rõ ràng nhất. Bộ trang phục thể hiện ý niệm rằng, theo thời gian sẽ có những thứ thay đổi và phát triển, nhưng có phẩm chất, nét đẹp vẫn trường tồn và mãi mãi. Hình ảnh chim Phượng Hoàng hiện ra trong tà áo dài là linh hồn sống lớn nhất, thể hiện sự cao quý, quyền lực, tự do, điều mà phụ nữ Việt Nam luôn hướng tới. Tác phẩm thứ ba mang tên Linh Sơn là sự kết hợp của hai tác giả Nguyễn Dương Hồng Ngọc và Tô Phương Thủy. Chọn núi là nguồn cảm hứng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, một hình ảnh của sự to lớn, vươn mình lên cao, đầu đội trời, chân đạp đất và luôn trường tồn với không gian, thời gian. Và núi Bà Đen, ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam, nơi có vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, quần thể kiến trúc tâm linh lâu đời, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất tại châu Á và nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Với chủ đề Vida của mình, bộ trang phục Linh Sơn muốn khắc họa nên người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ dừng ở những vẻ đẹp, tiềm năng vốn có, mà còn hội nhập và phát triển, khẳng định bản thân mình với xã hội, vươn lên sánh ngang với châu lục và thế giới. Tác phẩm thứ tư mang tên Mẹ của tác giả Lâm Chí Tường. Thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người mẹ chịu nhiều hy sinh mất mát trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, khi 9 lần nhận giấy báo tử của chính con trai, cũng như nhận tin con rể và hai cháu ngoại hy sinh. Thiết kế mang đến 3 thông điệp chính. Đầu tiên, tác phẩm tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thứ hai là tôn vinh vẻ đẹp hiện đại mà vẫn rất truyền thống, độc lập và thông minh của người phụ nữ Việt Nam. Và cuối cùng là mong muốn cô gái khoác lên trang phục mang tiếng nói của hòa bình, vì hòa bình là giải pháp cho tất cả. Đại diện thứ 5 của trường Đại học Hoa Sen là tác phẩm Nước Việt của tác giả Phạm Trọng Hiếu. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ chính non nước Việt Nam, hồn thiêng sông núi. Thiết kế mượn hình ảnh nữ họa sĩ, vẽ lại câu chuyện một đất nước trải qua nghìn năm sử sách, từ lúc khai sơ đến khi phồn thịnh. Một đất nước kiên cường, không khuất phục, đoàn kết chiến đấu, thiết kế như tái hiện hình ảnh đất nước hào hùng, rực rỡ, mang vẻ đẹp của một dân tộc bản lĩnh, của một Việt Nam vững mạnh. Điểm nổi bật của bộ trang phục là hình ảnh con rồng thời Lý, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Tác phẩm thứ 6 mang một cái tên khá thú vị là Un Ỉn, là một sự kết hợp của Trần Bảo Hà và Tô Minh Tiến. Heo đất là một vật gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của mỗi thế hệ Việt Nam. Hình ảnh chú heo với màu sắc vui mắt,
dáng vẻ đáng yêu đã trở thành biểu tượng cho tính tiết kiệm, vun vén của người Việt trong đời sống mới. Không những thế, mỗi chú heo mang trong mình những giá trị nhân văn cao đẹp, là hình ảnh của tính kết nối cộng đồng thông qua những phong trào nuôi heo đất vì bạn đến trường, tiết kiệm gây quỹ vì đồng bào miền Trung ruột thịt, v.v. Những giá trị vô hình mà chú heo mang lại cũng chính là những giá trị mà một người phụ nữ bản lĩnh Vina Woman cần phải có. Đó chính là sự xinh đẹp, có thể kết nối mọi người lại với nhau, dành những điều nhỏ bé mà bản thân có thể tạo ra để góp phần chung tay giúp đỡ cộng đồng, góp phần phát triển xã hội bền vững. Và đại diện cuối cùng của trường Đại học Hoa Sen là tác phẩm Vàng Son của tác giả Nguyễn Ngọc Như Thảo. Bộ trang phục tôn vinh văn hóa phi vật thể cải lương, tiền thân là đờn ca tài tử, đang dần bị mai một, gợi nhắc cho thế hệ trẻ một thời vàng son mà cải lương đã từng. Cải lương xuất hiện là vì để giải thoát cho thân phận người phụ nữ thời phong kiến. Họ bắt đầu đứng lên và dùng sân khấu cải lương để làm lối thoát cho sự ràng buộc thời đó. Người phụ nữ có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, phá bỏ các hủ tục vô lý của xã hội phong kiến. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 6 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTET. Đầu tiên là tác phẩm Đồng Phong Nha của tác giả Nguyễn Hứa Ngọc Uyên. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ danh thắng Đồng Phong Nha là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận của tỉnh Quảng Bình. Phong Nha nghĩa là gió lùa qua kẽ răng, vừa có sự nhẹ nhàng, mong manh của gió, vừa có sự mạnh mẽ, cứng rắn của răng, tức các măng đá rủ xuống. Cả hai đức tính tuy trái ngược nhau nhưng lại có thể cùng xuất hiện ở cùng một chủ thể, giống như hình tượng người phụ nữ Việt Nam có nhu, có cương, linh hoạt tùy theo từng thời điểm và hoàn cảnh. Màu sắc chủ đạo được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cây cỏ với màu ombre xanh lá, xanh dương. Thứ hai là tác phẩm Em Tre của tác giả Lê Hoàng Nam. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ tre với ngành nghề đang may tre ở Việt Nam, với sự tinh tế hoàn hảo của tre nứa, với chủ đề Vina Woman, tác giả muốn thể hiện lên bộ trang phục một người phụ nữ cứng cáp, bản lĩnh và nữ quyền. Đại diện thứ ba của trường Đại học HUTET là tác phẩm Mùa Vàng của tác giả Trần Anh Khoa. Lấy ý tưởng từ những màu sắc của ruộng bậc thang qua các giai đoạn với cái nhìn từ trên cao xuống và độ chuyển giao của những màu sắc đó trong ngày. Khi bước ra thì đó là hình ảnh của ruộng bậc thang vào mùa nước đổ đồng với các đường nét xanh trắng từ hình ảnh mạ non và mặt nước lấp lánh khi nắng chiếu rọi. Bên trong là sắc thái của ruộng bậc thang mỗi khi chiều tà với các tông màu xanh, tím, trắng, vàng cam, v.v. được phối với nhau để tạo ra độ chuyển màu sinh động nhất. Một tác phẩm của tác giả Bùi Thị Bích Điệp mang tên Sắc Màu Hội An. Ý tưởng chủ đạo là hình ảnh đèn lồng Hội An đa sắc màu lung linh, huyền ảo. Bộ trang phục lấy hình ảnh hoa mai đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, an lành. Chúc tất cả các cô gái Miss Universe Việt Nam may mắn trong cuộc thi và đấu trường quốc tế. Mai đỏ còn là biểu tượng của sức sống dũng cảm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các họa tiết sẽ được làm từ kim sa và nhựa tái chế. Tác phẩm mang tên Thanh niên xung phong của tác giả Lê Vũ. Thiết kế truyền tải hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường xung phong ra chiến trường đầy bom đạn nổ, tôn vinh lên sự dũng cảm, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách khó khăn phía trước. Màu áo lính, thanh niên xung phong, mạnh mẽ, kết hợp với áo dài truyền thống, làm càng tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh ba lô và thùng đạn như gợi nhớ cho ta về dãy Trường Sơn hào hùng năm đó. Và đại diện cuối cùng của trường Đại học HUTET là tác phẩm Tráp Long Phụng của tác giả Cửu Tuấn Dụ. Lấy cảm hứng từ hai linh vật Rồng và Phụng trong lễ cưới hỏi, Rồng đại diện cho chú rể, Phụng đại diện cô dâu, bộ trang phục tôn vinh lễ cưới hỏi truyền thống của người Việt ta, giới thiệu bạn bè quốc tế về tập tục cưới hỏi đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng đến với bộ sưu tập 8 tác phẩm cuối cùng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là tác phẩm Chị Sáu của tác giả Nguyễn Hoàng Gia. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chị Võ Thị Sáu cùng câu hát Mùa hoa lê kỳ ma nở. Áo choàng bên ngoài là layout thể hiện hoa lê kỳ ma, bên trong là layout áo dài lông trắng. Lấy cảm hứng từ tinh thần chị Võ Thị Sáu rất phù hợp với chủ đề Vina Woman. Tác phẩm thứ hai mang tên Ngư ông của tác giả Nguyễn Hoài Thanh. Việt Nam vốn có đường bờ biển kéo dài cả nước và với truyền thống văn hóa thờ cá ôm đặc trưng của ngư dân chính là ý tưởng cho mẫu thiết kế này. Với hình ảnh những con thuyền đánh cá vươn ra phía trước và người phụ nữ đứng sau là hậu phương vững chắc, tần tảo ở đất liền đợi chồng trở về, những chú cá heo, cá ông vươn mình ra khỏi mặt nước, nâng đỡ cho ngư dân có một mùa đánh bắt thuận lợi và an lành. Đại diện thứ ba là tác phẩm Say Em của tác giả Đinh Thị Tuyết Anh. Miếng trầu là đầu câu chuyện, đặc biệt
miếng trầu tem cánh phượng như bước ra từ cổ tích, đại diện cho sự mến khách của người Việt, lại thể hiện rõ được sự tinh tế, khéo léo của người Việt Nam. Phong thái mà say em mang đến giống như một nữ vương, đại diện cho người phụ nữ Việt Nam với sự mạnh mẽ qua tông màu đối lập, sự khéo léo tinh tế của những lá trầu tem hình cánh phượng và vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt Nam. Thứ tư là tác phẩm Sắc của tác giả Trần Thuận Thành. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ tác phẩm Sơn Mài của danh họa Nguyễn Gia Trí, dựa trên nền tảng trang phục truyền thống là áo tứ thân. Đầu tiên, trang phục khoác bên ngoài tái hiện các tác phẩm Chọc Mùng và Thiếu Nữ Trong Vườn. Phần áo dài cách tân bên trong tái hiện bức vẽ Vườn Xuân Trung Nam Bắc cùng tà sau là một phần còn lại của bức họa Thiếu Nữ Trong Vườn. Một tác phẩm của tác giả Phạm Bá Phúc mang tên Tình Ta Là Thác Đổ. Tác phẩm mang đậm chất dân tộc khi khai thác về lễ cưới rất đặc biệt của người dân tộc Dao Đỏ. Đằng sau những nét độc đáo trên phục trang của cô dâu là cả một câu chuyện thú vị, lộ tả một cách đặc sắc nhất nét đẹp lao động của người phụ nữ qua việc thêu thùa, đính kết thủ công trên các sản phẩm may mặc của dân tộc mình từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành. Hoa văn trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ không chỉ thể hiện được sự cần cù, tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ mà còn bộc lộ được tâm tư, tình cảm và cả mối giao cảm giữa con người với thiên nhiên, cây cỏ và những loài vật để giúp họ trong cuộc sống. Tác phẩm thứ 6 mang tên Tre Việt của tác giả Phan Đình Thành. Cây tre là biểu tượng cho sự kiên cường, dẻo dai và bất khuất. Tre trúc thường được ví như một quân tử mạnh mẽ và kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Tre được coi mang đến sự may mắn và vững chắc trong phong thủy. Ngoài ra, tre được tin tưởng là mang lại sức khỏe, hạnh phúc và tình yêu lẫn thịnh vượng. Qua những truyện cổ tích như Thánh Gióng, chúng ta thấy ông cha ta từng dùng cây tre để chiến đấu với quân xâm lược. Đến chiến tranh hiện đại thì tre đóng vai trò rất quan trọng. Lũy tre làng chống giặc là nguyên liệu tạo vũ khí như nỏ, cung, v.v. Tre đã giúp đẩy lùi bao thế lực từng xâm lược nước ta. Cây tre có sức ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống con người, làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, độc đáo. Cây tre trong thời trang là một vật liệu không thể thiếu trong các sản phẩm thời trang, sản xuất vật liệu. Tác phẩm thứ 7 mang tên Tròn Vị của tác giả Lê Huỳnh Thị Phương Quyên. Trang phục lấy cảm hứng từ món gỏi cuốn Việt Nam, ẩm thực luôn là điều quan trọng chạm đến trái tim mọi con người. Ở Việt Nam có một món ăn vừa ngon, vừa đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng từ các loại rau củ quả, tôm thịt, đó chính là món gỏi cuốn. Tùy mỗi vùng miền khắp cả nước mà có cách cuốn bên trong khác nhau đôi chút và chấm với nước chấm đặc trưng. Chỉ với một cuốn mà đã hội tụ đủ hết các tinh hoa ẩm thực. Qua tác phẩm này, tác giả muốn truyền đạt đến mọi người biết rằng người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn luôn sáng tạo không ngừng trong nền ẩm thực mà vẫn giữ hương vị truyền thống vốn có. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người Việt Nam luôn lạc quan, tìm cách để biến hóa cho bữa ăn luôn đầy đủ và trọn vị tình yêu. Đại diện thứ 8 và cũng là tác phẩm cuối cùng mang tên Vượt Vũ Môn của tác giả Nguyễn Thị Yến Nhi. Lấy cảm hứng từ con cá chép vươn lên hóa rồng, bên cạnh đó là sự lồng ghép của khảm sành sứ, loại hình nghệ thuật cung đình Huế ở thế kỷ 19. Tác giả muốn mang đến một chất liệu mới là khảm sành sứ, tạo sự khác biệt so với những năm trước. Tác phẩm sẽ sử dụng đèn LED khi trình diễn trên sân khấu để thêm phần bắt mắt. Vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn 21 thiết kế trang phục còn lại trong top 44. Theo bạn, trong 41 thiết kế này, bộ trang phục dân tộc nào sẽ thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất và có cơ hội cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến với cuộc thi Miss Universe 2022? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.